Review Apple Vision Pro sau hơn một tuần trải nghiệm. 165 triệu cho cái kính này thì liệu có đáng hay không? Thật ra thì đến bây giờ là nó giảm xuống đâu đấy khoảng 140-150 triệu rồi, nó hợp lý hơn hẳn đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là phải đến 90% các bạn đang xem video này thì sẽ coi Vision Pro nó là một cái thứ phí tiền, một cái sản phẩm làm màu, làm tiền của Apple. Thà mua Quest 3 rẻ hơn 1/7 còn ngon hơn. Cái này làm được cái gì thì Quest 3 cũng làm được y hệt như thế. Xong rồi bỏ hơn 100 triệu ra mua một cái về để chơi nghịch mấy hôm là chán. Thật ra thì mình dùng cái này, nghịch cái này hơn một tuần rồi mình vẫn rất là wow về những cái gì mà Vision Pro nó có thể làm được. Đầu tiên, bạn có thể chê bai nó, có thể lôi cái kính này ra làm trò cười, đeo lên không khác gì một thằng ngáo, cứ đứng cứ bóp này, xong chọc không khí các thứ kéo qua kéo lại này. Ok, công nhận là trông nó giống thật. Nhưng một khi mà bạn được trực tiếp cầm Vision Pro trên tay thì chắc chắn sẽ phải công nhận một điều. Đây là cái chiếc kính có độ hoàn thiện cao nhất và nhìn nó xịn sò nhất, tương lai nhất hiện nay. Đặt Vision Pro bên cạnh chiếc Quest 3 đi thì cái Quest 3 nhìn nó không khác gì một cái món đồ chơi, trong khi Vision Pro này nhìn nó như kiểu là nó ở một cái đẳng cấp khác. Đấy, sang ở trên mắt, đắt ở trên tay. Một cục kim loại mát lạnh được cắt gọt cực kỳ tỉ mỉ này, với nguyên một cái dàn camera, xong rồi cảm biến này, thậm chí này nguyên cái phần mặt kính ở phía trước nó là một cái màn hình hiển thị. Đây, mọi người nhìn này, từ cái màn hình này cho đến những cái góc cạnh này, cho đến những cái đường vát này, cho đến những cái phím xoay Digital Crown này, nó độ hoàn thiện có thể nói là không chê vào đâu được luôn. Thậm chí là có cả hai cái chỗ quét ra để mà tản nhiệt này, hay là cái cách thiết kế dính thẳng cái loa ở phía bên chỗ này. Cái loa này nó sẽ phát cái tiếng vào thẳng trong tai của mình ấy. Nhưng mà có một cái phần nữa là vì cái loa này nó hay mà nó to quá, nên là một khi các bạn đã đeo loa ngoài với cái Vision Pro thì các bạn nghe thấy gì là người ở bên ngoài người ta cũng nghe yên như vậy. Đó là khi mà chúng ta xem cái phim đó thì người khác cũng biết là các bạn đang xem cái phim đó. Do đó thì đương nhiên là chúng ta có thể mua thêm một cái AirPod về. Đấy là cách mà Apple đưa bạn vào bên trong hệ sinh thái. Đó, nói chung là cầm trên tay thì chúng ta sẽ phần nào hiểu được vì sao nó lại đắt đến thế. Tiêu chuẩn Apple có khác đúng không? Nhưng mà tuy nhiên, đây cũng lại là một cái điểm yếu khá lớn của Vision Pro. Nó góp phần cho rất nhiều những cái phản hồi tiêu cực về cái kính này. Dạo gần đây mọi người mà lên trên internet, mọi người có thể thấy được rất nhiều những cái bài báo, rất nhiều những cái nguồn tin như kiểu là người dùng bắt đầu trả lại Apple Vision Pro, rất nhiều người trả lại nó bởi vì cái thiết kế của nó quá là khó chịu, quá là nặng nề. Đơn giản là nó quá nặng đi. Toàn kim loại xịn sò nhá. Và nguyên những cái gì mình đang đeo trên mặt mình nói chuyện mọi người là nó nặng ngang một con iPad Pro 12.9 inch. Đeo trong một thời gian ngắn thì hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng mà tuy nhiên, vấn đề nó sẽ đến khi mà chúng ta trải nghiệm lâu, khi mà chúng ta đeo Apple Vision Pro trong một thời gian dài. Thì cái vấn đề đầu tiên đó là đau cái cổ. Đau cái phần này là có thể cảm thấy nó nhức mỏi ngay lập tức khi mà chúng ta đeo đâu đấy chỉ cần khoảng 15-20 phút thôi là mọi người sẽ thấy bắt đầu là có một cái sự khó chịu ở phần cái cổ ở đây. Và cái thứ hai ấy, đó là nó sẽ lằn nguyên một cái phần vết đỏ ở xung quanh cái mặt kính như thế này. Đó, tí nữa gần cuối video mình sẽ tháo ra cho mọi người xem. Nó sẽ có nguyên một cái lằn đỏ khi mà mình đeo cái Apple Vision Pro này quá lâu. Mà nếu theo Apple gọi cái này là cái máy tính không gian, mà đương nhiên đã là máy tính không gian thì chúng ta sẽ phải sử dụng nó trong một thời gian dài và liên tục đúng không? Mình đeo chừng nửa tiếng thôi là đã bắt đầu cái cổ này có cái dấu hiệu nó ê, nó có cái dấu hiệu nó khó chịu rồi. Để nói làm việc hàng ngày ấy mà đeo cái này, ví dụ như là đeo khoảng 2 tiếng rồi thì chắc là chịu rồi. Bonus thêm cái dây nhá. Cái dây nó lòng ngoằng này, lúc nào nó cũng phải có một cái dây ở đây này. Thấy không? Với cả một cái cục pin mình đang để trong túi quần này. Đó, cái cục pin này về trọng lượng thì nó gần tương đương với một chiếc iPhone 15 Plus. Mà lúc nào mình cũng phải để trong túi quần như thế này. Riêng cái khổng mặc quần đùi này, ví dụ như ở đây là mình đang quay video cho mọi người mặc cái quần đùi này. Đó là thấy bắt đầu mọi người thấy không? Bắt đầu nó xệ xuống rồi. Đây là một trong những cái phải đánh đổi, bởi vì bản thân cái Vision Pro ban nãy mà mình có nói cho mọi người nó đã là một cái phần thiết kế nó rất nặng rồi. Apple mà đưa thêm cái pin vào đây nữa thì chắc là chúng ta đeo thì chúng ta tắm đầu nhảy mất. Thì vấn đề trọng lượng cũng là lý do vì sao mà Apple phải tặng kèm. Từ trước cái này thì Apple và tặng kèm nó không đi đôi với nhau đúng không? Mà chúng ta thường có là Apple và mua ngoài cái này. Đây, tặng kèm thêm một cái sợi dây đeo khác nữa để mà giúp chúng ta có thể chia được trọng lượng của cái Vision Pro, đeo làm sao cho nó thoải mái hơn. Nhưng mà thực sự mà nói ấy, thì Vision Pro nhìn nó sẽ xịn nhất với cái dây đeo mà mình đang đeo như thế này. Đây, mình có thể chỉnh qua chỉnh lại này bằng một cái vặn như thế này, rất là hay luôn. Mà nó không bao giờ nó ảnh hưởng gì đấy đến cái phần tóc của mình. Đấy. Đó. Tiếp theo là về cái trải nghiệm bên trong. Mình có thể dành cả ngày để mà nói về những cái thứ mà mình nhìn thấy được ở bên trong ở Vision Pro. Nó cực kỳ nét, nó cực kỳ wow, nó cực kỳ hoành tráng và nó cực kỳ tương lai. Tất cả những ai mà mình cho đeo thử cái kính này thì đều có một cái reaction yệt như vậy. Mình đã dùng cái này được một tuần rồi nhưng mà đến bây giờ mình vẫn rất thích thú vì những cái gì mà Vision Pro nó làm được. Hai cái màn hình micro LED ở mỗi bên mắt kính ở đây này, nó có độ phân giải tương đương một cái TV 4K với một cái chất lượng hiển thị rất cao. Mọi người hình dung một cái TV 4K với chất lượng hiển thị có thể nói là tốt nhất. Và nó cách cái mắt mình ấy, nó có tí tẹo thôi là mọi người hiểu là nó sắc nét đến như thế nào. Không cần nói đâu xa, mỗi lần mà mình đưa cái kính này cho ai đấy ấy, thì mình rất thích bật cái hình panorama lên để cho người ta có thể nhìn ra được cái sự hoành tráng của kính này như thế nào khi nó hiển thị một tấm hình panorama với kích thước thật, với tất cả những gì trong ảnh như kiểu nó đang sống ở trước mắt mình ấy. Sau đây thì mình sẽ demo rất là nhanh cho mọi người những cái gì siêu ảo mà Vision Pro nó có thể làm được. Và đây chính là cái trải nghiệm mà xem phim với Vision Pro. Mọi người nhìn này, nhìn cái mã thuật này. Bây giờ mình sẽ biến nó thành một cái rạp chiếu phim. Và đây. Cảm giác như kiểu là mình đang ngồi xem một cái rạp CGV luôn. Một cái rạp chiếu phim của riêng mình, mọi người nhìn này. Mình có thể chọn chỗ, ví dụ như là mình muốn ngồi ở hàng đầu này. Như kiểu là vừa mua vé ở hàng đầu tiên trong rạp chiếu phim này. Hoặc là mình muốn ngồi ở hàng giữa này. Hoặc là mình muốn ngồi ở hàng ghế sau đi, cái vị trí yêu thích của mình ở trong rạp chiếu phim. Oh my god! Và cái ảo nhất là gì? Là mình có thể chuyển được cái môi trường mà mình xem. Thậm chí nhá, ví dụ như là tôi muốn xem phim trên mặt trăng này. Xem phim trên mặt trăng. Bây giờ là mình chơi trò huyền thoại trước nhá. Super Fruit Ninja. Ui, cảm giác như kiểu là tôi đang xem 3D luôn ý. Đây chính là chơi game trên Vision Pro này. Ui, cái quả mình chặt trượt nó còn bay ra ngoài kia cơ. Ui, ảo thế nhờ. Đây là trò Cut the Rope này. Ui, nét thì đừng hỏi luôn. Tôi có thể lại gần nó này. Tôi cắt cái này. Máy tính không gian. Mọi người nhìn mình xung quanh mình nhá. Ở đây là mình đang xem video để mình có thể tua qua tua lại cái video này này. Đó, mình xem, hoặc là mình có thể kéo nó lại gần với mình hơn. Và trước mặt mình là mình có thể xem hình ở đây này. Bên này thì mình có thể chọn nhạc này, nghe nhạc này. Phía bên trên này mình chọn phim để xem này. Và cái ảo nhất là gì? Đấy là đi theo tôi. Tất cả những cái tab mà mình đang chọn nó vẫn ở đây. Nhưng ban nãy mình có vứt ra đây một cái để mà mình ghi chú và nó vẫn đang ở đây. Nó ở đây từ nãy đến giờ phải mười mấy 20 phút rồi, nó vẫn ở đây. Và bên ngoài này có một cái ứng dụng tin nhắn mình vứt nó ra đây, nó vẫn ở đây, có nghĩa là mọi người có thể đeo cái này và đi bất cứ đâu luôn ấy. Quay vào bên trong này nhá, cái này nó vẫn ở đây và mình vào bên trong cái khu vực làm việc chính ban nãy của mình nhá. Nó ở khắp mọi nơi luôn ạ. Bây giờ mình sẽ mang cái này đi theo mình xuống dưới, xuống tầng dưới luôn này. Vừa đi vừa xem video nhé. Vào đây cho anh em xem này. Tôi bứt lên trên trần này, tôi ném nó ở đây. Hello anh em. Đấy, tôi ném vào đây. Bây giờ nhá, bây giờ mình sẽ lên tầng trên nhá. Và cái điều khủng khiếp là gì? Cái này nó vẫn ở đây. Nó vẫn ở đây. Nó quay vào đây nhá. Cái màn hình đặt tên, cái màn hình kia chú nó vẫn ở đây. Và khu làm việc chính của mình, tất cả mọi thứ nó vẫn ở y hệt cái chỗ mà mình vừa mới để nó. Ở chỗ nào thì nó vẫn ở đấy luôn ạ. Kéo ra đây này, kéo ra đây này. Đấy chỉ là một phần rất nhỏ thôi, mình sẽ cho mọi người xem tiếp cái này nhá. Cái này tôi phải lùi lại một chút bởi vì các bạn sẽ bị giật mình này. Ui dồi ôi. Đây là bên trong của một cái xe F1. Mọi người nhìn nhá. Tôi để cái này ra đây này. Bánh xe tôi cho lên trên này này. Cái vỏ tôi để lên đây này. Úi giời ơi. Cái này có phải là công nghệ Iron Man không? Mọi người nhìn đi. Mọi thao tác với Vision Pro nó sẽ đều dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất là mắt mình nhìn, và thứ hai là tay mình chạm. Đó, mắt nhìn và tay chạm. Mắt nhìn vào đâu Vision Pro nó sẽ tự nhận biết, và nó sẽ có cái độ trễ nhá, gần như bằng không luôn. Nó mượt như kiểu là mọi người dùng iPhone nó mượt như thế nào, thì cái này nó mượt y như thế. Chỉnh chu cả về bên ngoài và chỉnh chu cả về cái cách mà Apple làm phần mềm ở bên trong này. Nó checking mắt, nó biết được cái mắt mình nhìn ở đâu là một trong những thứ mà mình cảm thấy nó rất là xịn ấy. Vì mọi người đều biết là cái tốc độ nhìn của chúng ta nó nhanh như thế nào đúng không? Tuy nhiên thì cái kiểu sử dụng kiểu như này thì trong một số trường hợp nó sẽ đem lại một cái cảm giác nó hơi thiếu tự nhiên. Ví dụ nhá, khi mà chúng ta dùng iPhone hay là chúng ta dùng MacBook hay là mọi người dùng bất cứ một cái thiết bị di động gì đấy, mình muốn gõ cái gì tay mình gõ vào cái đấy này, mình muốn làm gì thì làm, thì cái ngón tay của mình là cái thứ đưa ra thao tác quyết định. Nhưng mà với Vision Pro ấy thì cái mắt của mình lại là cái thứ đưa ra cái thao tác quyết định. Mình nhìn ở đâu, mình chọn ở đó, mình muốn chọn cái gì là mắt mình phải nhìn vào đấy trước đã. Đây, mình muốn bấm vào cái quay lại, mình phải nhìn quay lại. Mình muốn mở ứng dụng này, mình phải nhìn vào ứng dụng đấy. Và nó sẽ khiến mình có một cái cảm giác là mình phải có thêm một cái sự tập trung không cần thiết, là phải nhìn để chọn. Nghĩa là bây giờ thay vì tận hưởng sử dụng cách bình thường thoải mái, thì mình lại còn có thêm một cái lưu ý trong đầu là khi mình dùng thì mình phải tập trung là mình nhìn cái này, mình phải tập trung mình nhìn cái kia. Vì mọi người biết là khi mà mọi người nhìn vào một cái màn hình thì nó có vô vàn chỗ để mà chúng ta nhìn. Và nhiều khi ấy, những cái mà mình cần nhìn ấy, nó chỉ là một cái nút rất là bé thôi ở trên màn hình. Đó là cái vấn đề khi mà sử dụng thao tác sử dụng với cái Vision Pro. Nó rất là ảo ma, nó rất là ma mị, nhưng mà sẽ đến một cái lúc nào đấy các bạn sẽ cảm thấy là cái này nó khiến cho chúng ta cảm thấy hơi khó chịu một chút. Cái Vision Pro này nó còn có một cái khả năng rất là hay là nó tự quét ra một cái gương mặt 3D của mình. Nó gọi là persona, để mà mình có thể FaceTime với người khác. Và khi mà mình gọi điện cho người khác bằng Vision Pro thì nhìn nó sẽ như thế này. Kiểu nó vừa ảo này, nó vừa thú vị này, nó vừa ấn tượng này, mà nó lại rất là creepy đúng không? Nó có thể nhận diện được cái mồm của mình, cái cảm xúc của mình tương đối chính xác. Nhưng mà nó kiểu nó chưa đủ thật để mà mình sử dụng hàng ngày ấy. Trông buồn cười lắm, kỳ cục với anh Trường. Một cái điểm thú vị nữa và một cái điểm khiến cho Vision Pro nó khác biệt so với những cái kính khác, đấy là cái màn hình ở phía bên ngoài này. Đó, Vision Pro nó còn có thể giả lập được cái đôi mắt của mình. Thậm chí là khi mà mình nháy mắt này, chớp mắt này, cái mắt ảo bên trong cái kính này nó cũng sẽ nháy theo, để nó có thể tạo được cái sự thoải mái khi mà mình nói chuyện với cái người đối diện. Cơ mà nó không được giống so với Apple quảng cáo lắm. Cái mắt mình cảm giác kiểu nó bị chìm vào bên trong cái màn hình này ấy. nhìn thì nó theo nhận xét của nhiều người là trông nó khá là ngáo đấy. Nhưng mà cái animation hiển thị trên kính này công nhận là nó đẹp thực sự đấy, trông nó rất là kiểu Cyberpunk 2077 đúng không? Nhìn nó được thực sự. Và khi mà chúng ta chụp ảnh này thì nó cũng sẽ báo hiệu này. Và một cái điều nữa mình phải khen đó chính là cái chế độ pass through, cái chế độ nhìn xuyên của cái kính này. nó là tốt nhất trong tất cả cái kính mình từng dùng. Mình đã từng dùng qua Quest 3 cũng có chế độ nhìn xuyên rồi, nhưng mà so với Vision Pro ấy thì nó thua gần như là toàn tập. Cái patch của kính này nó xịn đến cái mức mà mình có thể tương tác này, mình có thể đỡ được tất cả mọi thứ này. Đây, mình tung lên này, mình tóm nó này, mình tung lên này, mình tóm nó này, mình tung lên, mình tóm này. Không khác gì mình đang nhìn ở bên ngoài đời thực với độ trễ có thể nói là bằng không luôn. Nhưng mà tuy nhiên nó nét đến đâu, nó thật đến đâu thì nó vẫn không thể thay thế thực tế được. Hay nói khác là dù nó nét như thế nào thì nó vẫn sẽ có những hạn chế, vì những cái gì mà mắt mình nhìn được bên trong này thì nó là những cái gì mà camera trên kính nó thu được và nó hiển thị lại trên một cái màn hình siêu nét ở phía bên trong. Thế nên là nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề. Thứ nhất là ở trong môi trường thiếu sáng thì mọi người sẽ nhìn thấy này, nó là camera mà, thế là nó sẽ noi này, nó sẽ có cái gì đấy nó hạt này, nó nhiễu ở trên màn hình này. Cái thứ hai ấy, đấy là khi mà chúng ta tương tác với những cái món đồ thực tế, ví dụ như ở đây là mình dùng iPhone này, trong một số trường hợp thiếu sáng thì gần như là mình không nhìn được cái màn hình iPhone nó có cái gì. Đây, ví dụ như là mình chỉ có thể đọc được cái dòng này là cải tiến Siri và đọc chính tả quyền riêng tư, có những cái chữ nhỏ nhỏ bên dưới là mình hoàn toàn không thể thấy được. Và còn một cái vấn đề nữa đấy là cái góc nhìn của kính này nó không được thực sự quá rộng. Ví dụ như khi mà mình tháo cái kính này ra thì mình cảm giác như kiểu là mình nhìn được thế giới nó gấp đôi so với kính này. Mình đeo kính này vào này thì toàn bộ từ đây, từ phần tay này, mình để tay mình ở đây nhá, nhìn thẳng này, mình để chỗ này là mình không nhìn được cái tay mình ở đây nữa. Đó, nhưng góc nhìn thực tế của chúng ta thì sao? Thì mình có thể nhìn được cả đằng sau cái tay, thậm chí là mình nhìn được ra cả cái kệ tủ của mình ở phía bên kia. Cái góc nhìn này mình nhớ là nó hẹp hơn so với cả Quest 3 cơ, góc nhìn khá là hẹp. Ngoài ra toàn bộ những cái gì mà các bạn nhìn qua cái kính này thì cảm giác như kiểu chúng ta đang nhìn một cái ống nhòm ấy. Nghĩa là nó sẽ có một cái, đây mình sẽ miêu tả mọi người, có một cái viền đen ở xung quanh này, viền đen ở giữa này. Như kiểu là khi mà các bạn đi bơi, các bạn đeo cái kính bơi mà loại full lên full đầu ấy, mọi người nhìn như thế nào thì kính này đeo như thế. Đó, mặc dù là trong khi trải nghiệm thì mọi người sẽ không để ý quá nhiều đâu, nhưng sau một thời gian thì mọi người sẽ thấy này, nghĩa là tất cả mọi thứ mình đang nhìn thấy là như kiểu là mình đang nhìn cái ống nhòm ấy, nó sẽ có những viền đen. Đó. Rồi, và cuối cùng thì sẽ là cái vấn đề về máy tính không gian, Spatial Computer. Nếu bạn có ý định mua Vision Pro về để mà dùng như một cái máy tính thì câu trả lời là không. Mình biết có rất là nhiều người xem những cái quảng cáo về Vision Pro, xem những video về Vision Pro thì sẽ nghĩ là ô, thế thì mình có thể mua cái này về, sau đấy mình kết nối một con chuột, mình kết nối một cái bàn phím vào và mình dùng cái này như kiểu là một cái máy tính cá nhân, như kiểu là một cái không gian làm việc cá nhân chỉ riêng mình ta, đúng không? Nhưng câu trả lời là không. Bỏ cái ý định đấy đi. Vision Pro thì nó chạy một cái là Vision OS, và Vision OS thì được xây dựng dựa trên iPad OS. Mà cái câu chuyện iPad nó có thay thế được laptop hay không nó là câu chuyện muôn thuở rồi, mình sẽ không nhắc lại cái câu chuyện đấy nữa, bởi vì đương nhiên câu trả lời ai cũng biết rồi. Và Vision Pro thì nó cũng y hệt như vậy. Ứng dụng ở trên Vision Pro hiện nay có thể nói là rất là nhiều. Mình nhớ là có khoảng 1.000 ứng dụng đã được build sẵn cho Vision Pro, đã được tối ưu hóa cho Vision Pro. Và còn lại thì chúng ta có thể dùng được cả những cái ứng dụng của iPad và ứng dụng của iPhone. Nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn còn rất nhiều hạn chế. Ví dụ những cái ứng dụng cơ bản như là YouTube này không có, hay là Netflix này cũng không có. Mua về thì nó như là một cái món đồ phụ trợ trong hệ sinh thái của Apple thì ok, nhưng mua về để làm việc riêng với nó thì thôi bỏ. Hay là giải trí với Vision Pro thì quá đỉnh luôn. Như ban nãy mình có show cho mọi người xem phim trên Vision Pro nó xuống là nó đỉnh chóp ra sao, hay là chơi game nó thú vị như thế nào. Nhưng riêng nói về khoản đa dạng game thì Vision Pro thua xa Quest 3. Quest 3 nó có rất nhiều những cái game rất hay, rất nhiều những game có thể nói là huyền thoại của VR mà mình có thể liệt kê ra ngay. Ví dụ như là Angry Birds VR này, hay là cái trò chém Beat Saber. Thì Vision Pro nó không có. Vision Pro hiện nay game thì nó chỉ hạn chế trong cái kho game của Apple thôi. Với cả có một cái vấn đề khá lớn cuối cùng, đấy là Vision Pro nó không được tối ưu hóa cho thị trường Việt Nam. Cái này thì đơn giản dễ hiểu thôi. Những cái mà mình đang dùng cho mọi người cũng là mua ở bên Mỹ, tìm cách để xách tay về. Và vì nó chỉ được phân phối ở bên Mỹ, thế nên là toàn bộ những cái hỗ trợ, toàn bộ những cái ứng dụng, toàn bộ những cái gì bên trong cái kính Vision Pro này thì nó đều là hỗ trợ cho thị trường Mỹ. Có nghĩa là mọi người mua cái kính này về Việt Nam này, mọi người log in cái tài khoản iCloud của Việt Nam vào, mọi người lên trên App Store, mọi người sẽ không tải được app mà nó sẽ bắt buộc là phải có một cái iCloud ở vùng Mỹ. Và những cái ứng dụng xịn nhất ở trên Vision Pro bây giờ, ví dụ như ứng dụng Disney+ để mà chúng ta xem phim này, Disney+ nó cũng không có ở Việt Nam. Thế nên là chúng ta mua cái này về thì chúng ta sẽ chịu khá là nhiều những cái thiệt thòi. Apple Vision Pro có vẻ như là hiện tại chưa đáng mua lắm, nhưng mà riêng iPhone thì lúc nào cũng rất là đáng mua. Mọi người có thể tham khảo ngay giá bán của những thiết bị iPhone chính hãng tại CellphoneS, đường link có sẵn ở phía bên dưới, với chính sách 30 cực kỳ hấp dẫn, không đồng trả trước, lãi suất 0% và không tốn thêm bất cứ chi phí nào. Đường link có sẵn ở phần mô tả video, mọi người bấm vào nha. Các bạn phải nói là như vậy, đánh giá cho mọi người những cái cảm nhận của mình sau khoảng hơn một tuần sử dụng Vision Pro. Đối với mình thì đây vẫn là một cái sản phẩm có thể nói là mang tính cách mạng của Apple. Đối với chính Apple thôi nhá, bởi vì cái tính dạng này thì Meta làm từ rất là lâu rồi. Bấy lâu nay thì chúng ta cứ chê là Apple ra cái gì này nó cứ nan ná những cái cũ, iPhone mới nhìn y hệt đời cũ, iPad suốt bao nhiêu năm không thay đổi thiết kế, MacBook mới nhìn cũng chẳng khác quái gì MacBook cũ. Nhưng mọi người không thể nói câu đấy với Vision Pro được, vì nó là một cái sản phẩm không giống bất cứ một cái gì mà Apple từng làm từ trước đến nay, và cũng không giống bất cứ một cái gì mà trên thị trường nó đang có. Kể cả khi thị trường các loại kính kiểu VR như này nó đã có từ rất là lâu rồi, thì Vision Pro nó vẫn đem đến một cái gì đấy mà khiến cho người ta cảm giác nó rất là mới, đúng chuẩn của Apple, đúng không? Có thể là không phải là người đi đầu, nhưng mà một khi mà Apple đã ra mắt một cái gì đấy thì nó sẽ định nghĩa lại những cái gì đã có. Đúng rồi, ngày xưa cái câu này mấy ông iPhone này nói định nghĩa lại những gì đã có. Thì đó sẽ là về với Vision Pro. 160 triệu cho một cái này mua về, đối với mình thì mình cảm thấy nó đắt. Thật ra thì 90% những gì mình dùng cái Vision Pro này đều là giải trí cả. Do đó thì để nói là mua nó về và làm việc thì đối với mình và công việc của mình, câu trả lời là không. Không biết là mọi người cảm thấy sao? Cứ chia sẻ comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với kính này.